tặng ông ngoại cô Nguyễn. Tin ông Nguyễn tặng. Thì cao Nguyễn tặng cho ông ngoại. Không có giống. Có chán hả? Trời ơi, trời. Sao ở trên nhà không rửa? Lấy xuống sông rửa sạch hơn. Không ai mà cô Dung. Xuống kênh. Rửa sạch hơn. Trời ơi. Chơi đồ đỏ không ha. Tiểu mày rồi. À, mới bữa nay cô Dung đi qua thăm ông ngoại nha. Coi qua tính hỏi thăm ông ngoại gì không? Rồi có mua quà gì cho ngoại không? Ha. Không. Cởi nó, cởi nó. Cởi nó. Nó qua bệnh nó chơi, tội nghiệp nó. Rồi bữa nay ra thăm ông ngoại con gửi quà cho cô Dung đưa cho ngoại ha. Ha, tại ông ngoại cái này cũng bệnh đó. Chứ có khỏe không nữa. Thôi thì cãi nó, cãi nó, cãi nó, cãi nó. Cãi nó. Thôi thôi cãi nó đi 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 đi. Thôi thôi. Rồi bây giờ tính qua bệnh hỏi thăm ông ngoại, hỏi thăm sao nói cho con nghe coi. Hả? Hỏi ông ngoại hết tiền hết cho ông ngoại. Ừ, hết tiền cho ông ngoại ha. Rồi hầu con đưa tiền của chị Tina Nguyễn gửi cho ông ngoại, cô cho ông ngoại ha. Để cho ông ngoại có tiền khám bệnh ha. Tầm người bóng ha. Rồi rồi mà thường có thường xuyên qua thăm ông ngoại không? Hả? Ủa? Trời ơi. Bữa đó ông ngoại chết luôn. À, cái bữa ông ngoại qua đời phải không? Ừ. À. Khóc cái đi mẹ luôn. Rồi ông ngoại có khóc không? Rồi ông ngoại khóc không? Ông ngoại có khóc không? Có luôn hả? Ông ngoại khóc luôn. Bây giờ nhớ là kỷ niệm xưa còn khóc hay vậy tại? Hả? Cũng khóc trời. Rồi bữa đó khóc khóc sao? Nói khóc con nghe coi. Cấp bữa là làm điểm hả? Đứng đang cái hòm này chảy mắt khóc rồi đó. Khóc ra tinh tiếng luôn. Rồi khóc có ra tiếng luôn hả? Rồi khóc có kể lỡ gì không? Không. Không, không kể lỡ gì luôn ha. Mẹ tôi quá có kêu về, tôi không muốn có về. Ờ, à, sao hả? Nói sao không về? Sao không về? Mày về chứ? Về gì? Đó tôi đi lắm ba bà mãi mà tôi không có kêu tôi về. Ờ. Về sao? Ừ. Rồi cô ở mấy ngày? Hả? Một đêm nữa hả? Trời ơi. Một đêm luôn ha. Rồi kìa ông ngoại kìa, vô hỏi thăm ông ngoại đi. Ơi, tôi nghe ông ngoại. Rồi vô hỏi thăm ông ngoại đi. Cháu ngoại thăm kìa. Kìa ông ngoại. Cháu ngoại Dung thăm kìa. Khỏe ông ngoại. Trời, rồi. Hỏi khỏe không? Hỏi khỏe không? Điếc quá điếc luôn. Ừ, hỏi là ông ngoại không nghe kìa. Cô vô cháu ngoại hỏi ông ngoại khỏe không? Ra đi cho ông ngoại biết liền. Ra đi liền. Ông ngoại khỏe không? Có tiền xài không? Không có tiền xài cô Dung cho phải không? Rồi hỏi ông ngoại có ăn uống gì chưa? Không hỏi đi, đi, đi. Ông ngoại nghe. Cơm chưa? Quay suốt thì không nói chuyện gì hết trơn. Ta cần nói chuyện. Dạ. Rồi sao? Giờ hỏi ông ngoại, ông ngoại không trả lời kìa, sao kỳ vậy? Chắc đứng ngồi kế gần gần á, ông ngoại mới nghe được. Còn xa quá. Ông lớn tuổi ông lắng tai nữa. Hả? Uống nước hả? Uống nước hay gì? Sao không hỏi ông ngoại vậy đó?
không ấy hát bài gì chờ, tặng ngoại đi cho ngoại khỏe lại chứ. Hát cho ngoại ơi, chắc ơi chắc là ổng nghe muốn nghe tiếng hát cô của cô á, ổng nghe xong khỏe liền, hát bài tặng ra ngoại liền. Đây cái bản đó là cho khán giả người ta đi. Đây cô vô. Đây cho ngoại nghe đi. Tặng bài cho ngoại coi cho ổng khỏe coi. Nhắc bản cho ngoại đi, bản bữa ca trên sân khấu á. Ông ngoại ơi á. Bữa tôi không nhớ bản đó phải gì đó, cô Dung ca đó. Bản gì nhớ không? Rồi có mát ở ngoài cái vụ chú Minh không? Không. Rồi không hả? À, sao hả? À? Mát cái con ngoại có cái hướng nào ổng giải quyết cho? Hả? Cô vô. Thì sao qua đây ăn uống gì không? Uống gì không? Con đãi cho. Bôi uống một cái lọc sáng rồi. Uống gì? Thôi. Đâu có dễ đâu. Uống hoài cũng vậy. Uống hoài cũng vậy à. Uống hoài cũng vậy à. Thấy ông ngoại không? Ngoại uống đó. Cô uống với ngoại cho vui. Vì đây phải sửa ha. Ha. Uống với ngoại đây. Ông ngoại uống mà cháu ngoại không uống. Uống ha, uống phải sửa không? Ừ. Sao ạ? À? Đâu là hỏi lớn lên coi ông ngoại phải không? Đấy. Nói ông nghe hết đó. Cô phải nói lớn lên, đứng gần gần chút. Ờ, hỏi coi. Ông ngoại ăn uống gì chưa, bằng đêm ngủ ngon giấc không? Có tiền xài không? Con cho tiền ông xài. Ông có tiền xài không? Ông hỏi. Cái tay lửa cọc tiền. Rồi, không sao, cởi. Bây giờ hỏi ông ngoại á, ông ngoại có tiền xài không? Coi cái mỏ lửa đem không. Trời. Hỏi ông ngoại á, có tiền xài không? Còn ông ngoại không có tiền xài thì ông ngoại cho con đi, giờ con hết tiền rồi. Thôi. Chứ sao? Khô túi kìa. Khô túi sao biết? Lợi xét túi ở ngoài coi. Còn tiền không? Sao cô biết ngoài khô túi? Hả? Đâu lợi coi ơi. Có đâu. Ờ lợi coi ơi. Có đâu. Con túi cầm nữa. Ngoài không có tiền thì Dung cho đi. Ờ Dung cho đi. Ngoài không có tiền hả? Ngoài có tiền giờ làm sao cho ngoài có tiền? Đó ngoài bệnh mừng. Dạ ông ngoại bệnh hả? Ông không làm gì ra được tiền hả không? Mà ông ngoại bên vậy cô Dung? Hả? Ông ngoại bên gì vậy? Bị tai biến gì? Bị tai biến hả? Lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Có bao nhiêu năm rồi? Ôi cô kìa, ai biết? Trời, gì mà nó cháu ngoại gì mà ông ngoại bệnh không biết luôn. Rồi có muốn nói gì với ngoại nó không? Hả? Cô Dung? Vậy ông mệt. Tự giờ ổng đâu có làm gì đâu ông mệt. Cô nói chuyện nhỏ quá ổng đâu nghe được đâu mà ổng mệt. Ổng mệt hả? Dạ thì hôm nay lên thăm cô Dung quý vị khán giả thì có một phần quà của chị là Tina Nguyễn ở bên Mỹ có gửi cho ngoại cô Dung ha, thì cũng nhờ cô Dung giao dùm cho giao về tiền dùm cho ngoại, tặng tiền dùm cho ngoại ha. Một nữa cảm ơn chị Tina Nguyễn rất nhiều. Nè cô Dung, là tặng cho ngoại có tiền uống cà phê, nói đàng hoàng nha, đưa hai tay tặng ông ngoại cô Nguyễn. Tina Nguyễn tặng thì cho Nguyễn tặng cho ông ngoại. Cảm ơn. Dạ thì của chị Tina Nguyễn á ở bên Mỹ á, thấy trước tiên á là thấy anh Trường là ở đây này kia cũng lo lắng cho cô Dung, mà thấy cô Dung á là cũng thương ông ngoại, cũng qua đây cũng gặp thì chị Tina Nguyễn á mới nhờ con là gửi cho ông ngoại là 500.000 để ông ngoại để tiền uống thuốc ha. Không nghe. Dạ vậy là được quý vị khán giả, tại vì ông ngoại bây giờ là lỗ tai là hết cảm giác rồi. Rồi mong nữa bây giờ nè, nói nè,
đại diện ông ngoại, đại diện cho ông ngoại, cho ông ngoại. Cảm ơn tiên ông Nguyễn. Cảm ơn chị ông Nguyễn. Ờ, có chút tiền tiên ông Nguyễn gì không? Bằng thấy dạ, đi sắm vàng đắt đắt. Ờ, sắm vàng đắt đắt rồi, muốn chị làm nghề gì nói luôn đi. Muốn chị làm nghề gì? Làm mua giấy, mua đồ đẹp đẹp bán tuần ta. Ờ, bán bộ nhiêu? Bộ 300. Ờ, bán bộ 300 ha. Rồi bữa nay hướng cho chị tin ông Nguyễn là bán vàng hoặc là mua giải về, về mai đặng bán mua đồ bán 300 ngàn. Dạ, nữa clip này đến đây cũng kết thúc. Kính chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, làm ăn phát tài. Và một nữa không quên cảm ơn chị tin ông Nguyễn. Và chúc chị tin ông Nguyễn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài luôn ha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye cô Dung. Bye bye. Rồi chào ngoại, khỏe không ngoại? Khỏe. Dạ, kết thúc rồi quý vị khán giả. Cảm ơn rất nhiều.